Mua vé du lịch trực tuyến đang trở thành lựa chọn của nhiều người dân tại các thành phố lớn khi đi du lịch. Và lợi dụng lòng tin về sự nhanh chóng và tiện lợi của dịch vụ này mà nhiều công ty lữ hành ma đã thành công trong việc lừa đảo người dân. Mới đây thì cả trăm du khách mua tour du lịch Thái Lan Singapore của công ty du lịch Anh Kiệt có trụ sở tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hủy tour và đúng ngày khởi hành. Sáng ngày 31 tháng 7, nhiều du khách tìm đến trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch quốc tế Anh Kiệt tại địa chỉ 212 đường Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu nguyên nhân công ty này liên tục hủy tour. Tuy nhiên, công ty này đã đóng cửa, ngưng toàn bộ hoạt động giao dịch. Bên trong, đồ đạc xáo trộn, gọi điện đến công ty thì đều báo không liên lạc được. Những người tìm đến đây là người đại diện cho gia đình, bạn bè để làm thủ tục cũng như ứng tiền trước cho công ty Anh Kiệt để tham gia tour du lịch Singapore hoặc Thái Lan với giá bình quân mỗi người khoảng 5 triệu đồng. Qua sự việc này thì thấy do từ bữa đến giờ, lúc trước đến giờ thì thấy tình trạng mình sẽ nhiều quá. Nhưng mà như ở đây mình chưa quản lý được. Thì nói chung là theo nghĩ thôi, thì khi công ty du lịch, ví dụ như nó thường có đăng ký đi những tour lữ hành trong nước hoặc là lữ hành nước ngoài, thì lữ hành trong nước, nếu khách bỏ rơi trong nước thì vẫn có thể là được. Còn nếu nước ngoài thì coi như là khách bỏ hết. Không chỉ du khách là nạn nhân, công ty Hotbill mà trực tiếp làm việc với công ty Anh Kiệt là YesGo cũng đang hỗn loạn vì là đại diện cho khoảng 100 khách tham gia tour du lịch của công ty Anh Kiệt. YesGo cho biết đã chuyển cho công ty Anh Kiệt hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, những chuyến bay từ sau ngày 26 tháng 7 cho đến nay đều không thể thực hiện được. Theo giấy phép kinh doanh, công ty Anh Kiệt do ông Võ Anh Kiệt, 32 tuổi làm giám đốc, hoạt động về lĩnh vực văn hóa, du lịch và dịch vụ lữ hành. Việc ông Kiệt ôm toàn bộ tiền cọc của hàng trăm du khách và đối tác cho thấy dấu hiệu của lừa đảo chuyên nghiệp. Thì tầm khoảng 22 tháng 7 năm 2014 thì bên anh công ty anh Kiệt có biểu hiện một số biểu hiện như là thường hủy tour mà lấy lý do là vé hãng hàng không không xuất kịp vé. Thì lý do đó thì cũng khá là hợp với lại cái mùa cao điểm của mùa hè này. Nhưng đến ngày 25 tháng 7 thì điện thoại của giám đốc công ty anh Kiệt khóa máy, không liên hệ được, gọi điện qua bên công ty thì công ty cũng không giải quyết được gì mà đổ thừa lại là mọi việc đều do giám đốc giải quyết. Thì lúc đó YesGo mới phát hiện ra là anh Kiệt đã ôm toàn bộ tiền bỏ trốn. Số tiền mà bên công ty anh Kiệt đang tạm giữ của YesGo lên hơn 1 tỷ. Liên quan đến nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công ty anh Kiệt, Trung tá Vũ Văn Hoàng, đội trưởng đội tổng hợp công an quận 4 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 29 đến nay, công an đã nhận được rất nhiều đơn thư của người dân về việc bị công ty Anh Kiệt lừa đảo. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Qua sự việc này cho thấy, bên cạnh những lợi ích mà tour du lịch trực tuyến đem lại thì cũng có không ít những rủi ro. Do đó, người tiêu dùng cần phải tìm hiểu kỹ thông tin, độ tin cậy của công ty và các nhà cung cấp dịch vụ, tránh gặp phải các công ty du lịch ma hoặc các rủi ro không đáng có.